Harry bị loại khỏi lễ đăng quang của vua Charles. Sau những tiết lộ chấn động trong cuốn Shakespeare, Harry chính thức bị loại khỏi danh sách hoàng thân quốc thích dự lễ đăng quang của cha là vua Charles. Theo The Times, trong kịch bản đăng quang ngày 6 tháng 5, vua Charles loại cháu trai khỏi danh sách khách mời. Với tình hình căng thẳng như hiện tại, Harry mất vai trò trong lễ đăng quang. Harry chỉ là khán giả đứng từ xa theo dõi ông chứ không góp mặt vào nghi lễ quan trọng, nguồn tin tiết lộ. Trong kịch bản, vua Charles có những thay đổi quan trọng so với nghi thức đăng quang truyền thống. Việc 6 công tước hoàng gia quỳ gối, chạm tay vào vương miện, hôn lên má tân vương bị loại bỏ. Người vinh dự thực hiện vai trò này là thân vương xứ Wales William. Theo nguồn tin, vua Charles ra quyết định loại con trai út ra khỏi buổi lễ là những gì Harry kể trong tự truyện. Nhà vua buồn và phẫn nộ khi con trai nói William là kẻ bắt nạt, từng tấn công khiến anh bị thương. Harry còn gọi William là kẻ thù không đội trời chung. Tân vương nước Anh cũng đau lòng khi con trai có lời lẽ trách móc mình. Nhà vua bị tổn thương dù ông không phải là nhân vật chính bị Harry chỉ trích. Ông coi trọng các con hơn bản thân. Hoàng gia Anh đang gánh chịu nhiều nỗi đau, một người bạn của quốc vương nói. Trước đó, vua Charles vẫn giữ ý định để các con xuất hiện trong lễ đăng quang sau khi vợ chồng công tước xứ Sussex kể khổ trong bộ phim của Netflix. Đến khi xuất hiện trên ITV để quảng bá cho cuốn hồi ký gây tranh cãi, Harry từ chối trả lời việc xuất hiện trong lễ đăng quang của vua cha. Trong cuốn hồi ký mới, Harry cáo buộc bị William tấn công sau khi tranh cãi về Meghan Markle năm 2019. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Anh ấy túm lấy cổ áo tôi, giật bay chiếc vòng cổ của tôi và đánh tôi ngã xuống sàn. Tôi đáp xuống cái bát ăn của chó, nó bị nứt dưới lưng tôi, những mảnh vỡ cứa vào người tôi. Tôi nằm ở đó một lúc, choáng váng, rồi đứng dậy và bảo anh ấy ra ngoài, Harry kể. Harry nhiều lần đổ lỗi gia đình và nói hoàng gia Anh không có thiện chí hòa giải. Vợ chồng công tước xứ Sussex khẳng định họ nhiều lần điều trị tâm lý. Harry và Meghan không ngại nói những điều bất lợi về hoàng gia trong các cuộc phỏng vấn, sóng truyền hình và liên tục nhận chỉ trích.